Phở khô là một trong những món ẩm thực của Gia Lai mà cũng rất là đặc biệt, rất là đặc trưng tại nơi này. Phở hai tô. Phở hai tô. Đầu tiên là mình sẽ lấy tương đen đúng không? Đầu tiên là tương đen, mình phải điều ra. Kế tiếp xì dầu, tương đỏ. Đỏ nữa hả? Ừ. Ớt xào, phải cay mới ngon chứ. Bỏ vô đây. Ừ, rồi. Trời ơi. Bắt đầu trộn đều lên. À. Trời ơi, ngon quá. Đây, chấm vào đây. Ờ, xíu quá đó mà. Nước dùng là ngọt từ xương. Đặc biệt như vậy. Tính ra là nãy cô nói là cái quán này là ở mấy chục năm rồi. Từ hồi lúc 25 tuổi là cô bán phở tới giờ này là 70 rồi. Hiện tại thì Phạm Hy đang có mặt tại quán phở khô bé Tư. Tên hiệu đọc, tự quay lên đọc đi. Đó. Tại vì nó dài quá. Phở khô là một trong những món ẩm thực của Gia Lai mà cũng rất là đặc biệt, rất là đặc trưng tại nơi này. Cho nên bây giờ xin mời mọi người với cùng với lại Phạm Hy chúng ta vào trong xem thử nó có cái gì trong đó và tại sao gọi là phở khô, có cái gì đặc biệt nha. Đi 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 đi. Follow me. Nói bụng quá rồi. Cô Tư ơi, cho con mượn cái menu đi cô. Ủa, không có hả? À, đây là cô Tư, là chủ quán. Ủa vậy cô, vậy là phở của mình là chỉ có tái, xương, bò viên, gà. Đây là cái menu luôn rồi nè. Ừ, đó. Rồi vậy thôi, em cho con một tô đặc biệt đi ha. À, rồi. Đặc biệt là nó gồm thập cẩm hết đây không? Rồi. Đây là nước dùng trong đó gồm có xương, tái, bò viên. Dạ, cô mời cô đây. Ủa, cái này phở khô còn có tên gọi là phở hai tô. Phở hai tô. Thì... tô phở, một tô nước là phở hai tô. Trời đất ơi, có biết đâu. Vậy mà hồi đó giờ con nghe là phở hai tô là con tưởng là quy định là một người vô đây phải ăn hai tô. Phải ăn hai tô. Không có đâu. Tại vì đặc biệt cái là không phải đổ nước vô. Dạ. Mà chỉ riêng là một tô phở với một tô nước gọi là phở hai tô. Dạ. Rồi. Nếu như mình đổ nước vô thì không sao? Nếu mình đổ vô thì rất là dở. Dạ. Tại vì mình phải ăn khô như vậy là mình gia vị vô. Đầu tiên là mình sẽ tương đen đúng không? Tương đen mình phải điều ra. Kế tiếp xì dầu, tương đỏ. Đỏ nữa hả? Ớt xào, phải cay mới ngon chứ. Bỏ vô đây. Rồi. Trời ơi. Bắt đầu trộn đều lên. Cái phở này phải đặc biệt hơn những cái loại phở kia. Nó có hai tô. Mỗi tô là một loại riêng biệt khác nhau. Dạ, phải đặc biệt thứ hai đây nữa nè. Cái cọng này thì có được gọi là cọng hủ tiếu không? Không, ở đây chỉ gọi là đây là món phở. Dạ. Phở khô Gia Lai là cọng phở này. Dạ. Chứ người ta gọi không phải gọi hủ tiếu Gia Lai. Mà ta gọi là phở khô Gia Lai. Nghĩa là cái đặc điểm như vậy á. Rất là ngon luôn. Cái này là bò viên. Bò viên. Đây là cái này ở nhà mình làm. Ở nhà làm. Cô lấy lại nhưng mà toàn là thịt bò không à, không có pha thịt heo. Ôi, cái bò viên này á, nó mềm. Ngon, rất là thường ăn, nó rất là sớm. Nó không có chai. Nó không có chai, nó không có bị cứng. À. Rồi, ngon quá. Cái thịt bằm ở đây á, có rất cái gia vị nó cũng vừa ăn nữa. Mà nó còn thơm, cái mùi thơm của hành phi nữa. Và ở trong này nó cũng có giá. Giá nó sẽ làm cho ta ăn nó được đỡ ngán hơn. Nè. Ngon quá. Đây, chấm vào đây. Xíu quá đó mà. Xương ở đây cô hầm á.
nó rất là mềm, nó vừa phải, nó không có bị quá mềm. Nó mềm quá mà không dai quá. Đúng rồi, là ngon quá. Ở đây nãy giờ con ăn con thấy đó. Còn phở thì mềm, xương cũng mềm, bò viên cũng mềm, bò tái thì thôi nó cũng chỗ nào cũng giống nhau, không nói. Về cái gia vị á thì con nêm cũng rất là vừa ăn. Quan trọng là cái lúc đầu mà mình nêm vô đó, ai thích ăn thì nêm nhiều vô một xíu. Là quán phở bé Tư là ngọt từ xương. Đó, mọi người nghe chưa? Quán phở cô bé Tư, nước dùng là ngọt từ xương. Đặc biệt như vậy. Ví dụ như con ở thành phố thì con thèm cái món này thì hình như là ở thành phố cũng có bán. Nhưng mà cái vị nó khác. Đúng rồi. Tại vì cái mỗi quán là mỗi đặc điểm khác nhau. Đúng rồi. Là cái người chế biến ra là khác nhau. Đúng rồi. Không tiếng phở khô nhưng mà không có ai giống ai hết. Dạ. Là ăn thuộc cái vị á là người ta cảm nhận được là nó ngon. Dạ đúng rồi. Nếu như mà chúng ta ở thành phố chúng ta cũng có thể tìm được cái quán phở khô, nhưng mà không chắc chắn là không thể nào mà cái hương vị nó giống như vậy được, tại vì mỗi nơi là sẽ có một đầu bếp làm khác nhau, rồi cái cách thưởng thức cũng khác nhau. Nhìn cái không khí ở đây mình ăn vậy nó thấy ngon, nhưng có những cái chỗ khác cái không khí nó ăn nó cũng không có bằng. Cho nên quả nói phở khô là một ẩm thực đặc sản của Gia Lai là đúng rồi cô ha. Quán ở đây cô tự nấu luôn, cô tự nấu sáng ra, cô tự chế biến là cô nói chung là chưa về luôn được, vẫn còn vẫn còn yếu nghề chứ không chưa có bỏ ngày nào. Đây là lần đầu tiên con ăn nè, mà ăn phải ngay cái quán của cô Tư, cái quán tên là bé Tư, nghe rất là dễ thương. Tại vì nghe như là trẻ hoài không già luôn. Cái thương hiệu này là bán từ nhỏ cho tới giờ này là 70 tuổi rồi. Dạ. Thì cái thương hiệu nó vẫn là chữ bé thôi chứ nó không có gì thay đổi. Dạ, nhưng mà gặp được cô cũng rất là vui, tại vì cô gặp được chúng em một người chủ rất là thân thiện. Mình mở quán ra không phải vì món ngon là mình tự hào, nhưng mà hội đủ điều kiện hết. Mua lúc nào thịt thà cũng tươi tốt. Dạ. Là cái tâm nguyện của cô Tư như vậy. Con cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Và giá cả đây cũng rất là hợp lý, rất là phải chăng. Một tô vậy nè, vừa có hủ tiếu nè ha, có hành phi thịt bằm nha, rồi tô bên nước súp á thì có là bò viên nè, bò thái nè, rồi cục xương bự gì nữa, mà giá chỉ có 40 cho một tô, quá là hợp lý luôn. Tính ra là nãy cô nói là cái quán này là ở mấy chục năm rồi, 45 năm rồi. Đúng rồi. Vì là truyền tới mấy đời rồi. Hồi đó đời của cô. Dạ. Bây giờ cô cũng chưa có nghĩ mà truyền đâu mấy đời. Cô cũng chưa có nghĩ mà truyền đâu mấy đời. Nhưng mà từ hồi lúc 25 tuổi cô bán phở tới giờ nay là 70 rồi. Rồi rồi. Và cô vẫn còn duy trì. Vậy đó. Sắp tới thì ví dụ như cô có ý định là sẽ truyền lại cho con cháu của mình không? Để duy trì cái thương hiệu phở khô bé Tư. Đúng rồi. Bây giờ thì nói chung là cô cũng chưa biết được cái tương lai như thế nào. Dạ. Nhưng mà cái tâm nguyện của cô á thì cái thương hiệu của cô gầy dựng mấy chục năm rồi. Dạ. Thì cô còn tiếc lắm, cô không thể nào bỏ cái thương hiệu của mình đâu. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ con của cô còn 2-3 người đó. Dạ. Thì ý định là cô cũng truyền lại chứ. Dạ. Tại vì cái thương hiệu của mình á là uy tín đàng hoàng. Dạ. Nghĩa là chất lượng đàng hoàng. Dạ. Mà bây giờ mình nghĩ mình bỏ thì tiếc tất quá. Cả bạn hàng họ tới họ vẫn còn nuối tiếc mình. Dạ đúng rồi. Cô cái tâm nguyện cô là lúc nào cô cũng phải truyền lại cho đời con cái. Dạ. Mình không nói trước được. Dạ. Nhưng mà cái tâm nguyện cô như vậy. Dạ. Thì con qua cách cô chia sẻ thì con cũng cảm nhận được là trời ơi cái quán này giống như là một cái gì đó nó mà cô sống chết với nó luôn. Cô gìn giữ nó. Cho nên con nhìn thấy được là trong cái ánh mắt của cô với lại cái giọng nói của cô là cô rất là yêu cái quán này. Dạ. Tại vì nó gắn liền với cô cũng nửa đời hơn rồi, nửa đời người hơn rồi. 45 năm rồi. Dạ. Như vậy. Bởi vậy nè, tất cả mọi người ơi. Mọi người khi mà lên tới Gia Lai rồi thì chắc chắn chúng ta không thể nào bỏ qua cái món phở khô thương hiệu Bé Tư. Đây, Bé Tư rất là dễ thương luôn. Và địa chỉ thì 210 Phan Đình Phùng. Đó. Ngã tư Cao Thắng Phan Đình Phùng. Đó. Nếu như các bạn nghe không kịp thì có thể nhìn cái link ở bên dưới. Đây, cái tay tôi nè. Đó. Thấy chưa? Và bây giờ con cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho con một bữa ăn.
ăn hôm nay hết sức là ngon. Và con hy vọng là cái quán của mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Sẽ có, ủa quán mình có chi nhánh không? Không. Một chi nhánh thôi hả? Một à, các bạn nên nhớ quán phở khô Bé Tư không có chi nhánh thứ hai nha. Hy vọng là quán của cô ngày càng phát đạt và chúc cho cô sức khỏe dồi dào để mà phục vụ cho tất cả mọi người. Cảm ơn mấy con. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Cùng chào khán giả nè. Bye bye. Phạm Hy và Bé Tư xin chào. Bé Tư 70 tuổi. 70 tuổi mà nhìn giống như là 7 tuổi vậy đó. Tâm hồn lúc nào cũng yêu đời. Trời ơi, sao mà người Gia Lai ở đây ai cũng dễ thương hết trơn hết trời á. Thôi, y còn ăn tiếp cho nó hết tại vì ngon quá, bỏ thì uổng lắm. Nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.